Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 4, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và các tháng tiếp theo của Quốc hội. Trong tháng 4 và đầu tháng 5, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới. Đến nay, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan tổ chức tích cực chỉnh lý hoàn thiện 10 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy cho ý kiến đối với 10 trên 11 dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả. Trong tháng 5, các cơ quan tiếp tục tập trung thẩm tra các nội dung còn lại cũng như các báo cáo của chính phủ trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, tài chính nhà nước 2022, quyết toán ngân sách nhà nước 2022, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2023 và các nội dung khác trong chương trình. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc trong tháng 5 là rất lớn. Do đó, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật kỷ cương nghiêm minh theo từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, trách nhiệm cao để tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy bảo đảm chất lượng hiệu quả. Trước mắt, các cơ quan của Quốc hội cần chuẩn bị chú đáo cho phiên họp thường kỳ thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến diễn ra vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tới để xem xét 18 nội dung quan trọng.